Chào các bạn, ở đây mình đang có một cái áo giáp bảo hộ đi xe mô tô của Hitair, một công ty của Nhật Bản. Ngoài cái việc mà đi xe mô tô thì các bạn có thể đi xe đạp như mình đi, hay là các bạn mặc lên xe hơi thì cũng hoàn cảnh các bạn hết. Nhưng mà về mặt bản chất thì đây là một cái sản phẩm để dành cho những người thích đi mô tô, thích tốc độ, nên nó có khá đầy đủ những cái bộ giáp. Ở đây thì chúng ta có giáp tay hai bên cũng như là giáp vai thì tất cả đều được sẵn rồi, và các bạn có thể tháo ra một cách dễ dàng giống như là những cái giáp khác. Phía sau thì có một cái giáp lưng mềm và các bạn hoàn toàn có thể tháo ra để các bạn thay những cái giáp khác xịn hơn, bởi vì cái giáp mặc định thì nó khá là mỏng. Tuy vậy thì không phải là cái điểm đặc biệt nhất, mà cái điểm đặc biệt nhất của áo này chính là cái khả năng mà bơm phồng lên tạo ra những túi khí giống như cái áo phao để bảo vệ chúng ta khi mà có di chuyển xảy ra. Thì cái áo này đã làm điều đó bằng cách nào? Thì đầu tiên là khi mà mua thì các bạn sẽ có một cái sợi dây như thế này nó nối vào áo. Thì đầu này các bạn sẽ buộc vào cái xe của chúng ta. Thì khi mà buộc vào cái xe, các bạn cần lưu ý là buộc vào những vị trí ngồi gần nhất. Ví dụ như đối với cái xe đạp này thì nó là vị trí ở kia này, hay là đối với cái xe máy thì nó chính là cái phần khung xe ngay dưới chỗ chúng ta ngồi. Bởi vì khi mà các bạn bung ra thì chính cái phần dây này nó sẽ kéo ra và nó dịch bung toàn bộ cái dây này ra khỏi cái áo. Qua đó thì nó kích cho cái vận khí bình CO2 từ trong cái áo, nó bơm phồng ra toàn bộ cái áo để bảo vệ chúng ta, giúp chúng ta giảm thiểu những cái chấn thương. Khi mà nó nổ thì một số những cái vị trí mà mình có thể thấy là chúng ta có bảo vệ ở cổ, chúng ta có bảo vệ ở hai bên ngực trước, chúng ta có ở eo, cũng như là toàn bộ cái phần dọc hai bên lưng thì nó khá là an toàn. Các bạn chỉ cần trang bị một cái nón bảo hiểm xịn và cái quần hay là cái giày nữa thì nó cũng an toàn hơn là những cái hệ thống bình thường. Trong trường hợp mà bạn đã có áo bảo vệ sẵn rồi và bạn muốn mua thêm cái áo này thì nhà sản xuất họ có bán một cái áo vest thì giá của nó là gần 9 triệu đồng, trong khi cái áo mà tích hợp đầy đủ như thế giá là khoảng 13 triệu đồng. Nói sơ qua một chút lại về cái bình khí, thì cái bình khí nó nằm ở bên này và giá của nó là 500 ngàn. Thì khi nào mà nó đã nổ ra thì các bạn phải thay cái bình khí đi, các bạn sẽ vặn cái bình khí mới vào đây và có gì thì nó sẽ nổ tiếp. Thì như mình đã nói thì nguyên tắc của cái áo này là các bạn bị dịch ra khỏi xe thì nó mới nổ. Còn trong trường hợp mà các bạn quên thì các bạn có thể gạt cái này xuống, thì khi này nó sẽ không dịch được ra và các bạn cái áo nó sẽ không nổ túi khí, thì chúng ta sẽ tiết kiệm được tiền. Còn ví dụ như bạn đi tour, bạn đang ngồi trên xe mà bạn muốn xuống xe thì các bạn cũng chỉ việc bấm cái nút này thôi, thì khi này toàn bộ cái phần này sẽ dính vào xe và cái phần này các bạn có thể di chuyển một cách dễ dàng mà không gặp bất cứ một cái chướng ngại nào hết. Nó cũng giống như là những cái áo bình thường. Rồi, xin cảm ơn các bạn.